Dùng đòn bẩy tài chính nguy hiểm như thế nào trong đầu tư bất động sản? Khi giá bất động sản đang tăng cũng là lúc kinh tế đang rất là phát triển. Việc chúng ta kiếm tiền thì cũng rất là dễ và thu nhập của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Một tháng có thể thu nhập của chúng ta từ 500 đến 700 triệu. Và việc bạn có sẵn 5 tỷ tiền mặt thì bạn có thể dễ dàng quyết định mua một bất động sản trị giá là 15 tỷ bằng việc là chúng ta sẽ dùng đòn bẩy tài chính để chúng ta vay thêm 10 tỷ. Thu nhập của bạn vẫn được đảm bảo. Thì đâu đó chỉ mất khoảng từ 18 đến khoảng 20 tháng là bạn có thể đã trả được toàn bộ cái số tiền 10 tỷ bạn đã vay. Và khi đó thì bạn sẽ sở hữu được một bất động sản với trị giá là 15 tỷ với giá 4 ban đầu. Và chúng ta có cái kỳ vọng là khoảng 2-3 năm sau thì cái bất động sản 15 tỷ của chúng ta khi đó có thể đạt được từ 30 đến 35 tỷ. Nhưng mà cuộc sống cũng không như là mơ đúng không? Và chúng ta cũng không biết trước được điều gì. Ví dụ như là Covid ập đến, chiến tranh xảy ra và kinh tế bị suy thoái và khủng hoảng. Khi đó cái nguồn thu 5 đến 700 triệu hàng tháng của bạn có thể sẽ bị mất đi. Và thậm chí là hàng tháng chúng ta phải bù lỗ và chúng ta phải bỏ thêm tiền để chúng ta duy trì bộ máy, để chúng ta duy trì hệ thống. Số 2 là nguồn thu bị mất đi nhưng mà tiền gốc, tiền lãi hàng tháng bạn vẫn phải trả. Như thế là áp lực của chúng ta bị nhân lên gấp đôi. Và khi kinh tế bị khủng hoảng, bị suy thoái thì chắc chắn thị trường bất động sản cũng sẽ bị đóng băng và giá bất động sản khi này sẽ giảm sâu. Và cái bất động sản khi mà bạn mua 15 tỷ thì có thể bây giờ nó chỉ còn 7 tỷ đến 10 tỷ. Đến lúc này coi như là 5 tỷ tiền mặt của bạn, tiền thịt của bạn sẽ bị mất đi hoàn toàn. Và cộng thêm vào đó bạn phải gánh thêm một khoản nợ là 10 tỷ. Áp lực bán bất động sản cắt lỗ nhưng mà không ai mua. Thu nhập thì lại bị mất đi và hàng tháng phải cõng thêm một cái khoản nợ là 10 tỷ. Nếu như mà thời điểm kinh tế hiện tại, bạn có thấy toát mồ hôi không?